Tốp kệ tàu sang trọng, món quà tinh tế cho quý ông. Đến với thú chơi tàu thuốc, quý ông thường sưu tầm cho mình những phụ kiện không thể thiếu như bật lửa hút tàu, bao đựng tàu và đặc biệt là kệ tàu. Kệ tàu không chỉ giúp bảo vệ tàu mà còn là món quà sang trọng mang nhiều ý nghĩa. Cùng Ambe khám phá tốp kệ tàu đẹp tinh tế thích hợp làm quà tặng cho quý ông qua video này nhé. Tại sao nên tặng kệ tàu cho quý ông? Bạn đang băn khoăn, không biết nên tặng món quà gì cho những tàu thủ chính hiệu, món quà sao cho vừa đẹp, sang trọng lại mang nhiều ý nghĩa. Vậy thì kệ tàu chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Với những quý ông khói lửa, nhìn chiếc tàu được đặt trên kệ tàu ngăn nắp và đẹp đẽ như vậy, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho các tàu thủ. Hút tàu là nghệ thuật thưởng thức, và nghệ thuật ấy sẽ đẹp nhất nếu như được vẹn toàn. Bên cạnh những công dụng trong việc hút tàu, những mẫu kệ tàu có thể mang lại may mắn, có thể mang lại tài lộc hay mang lại sự cân bằng trong cuộc sống. Vì vậy, kệ tàu chính là món quà tuyệt vời dành cho quý ông khói lửa, một món quà với vẻ đẹp sang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của người tặng. Những mẫu kệ tàu sang trọng sau đây sẽ là món quà tặng hoàn hảo cho quý ông. Cùng chúng mình điểm danh tốp kệ tàu đẹp tinh tế nhất nhé! Kệ đỡ 8 tàu đẹp cao cấp Lubin Kizia 12004. Đầu tiên là kệ đỡ 8 tàu cao cấp Lubin Kizia 12004. Thương hiệu Lubin Ki là thương hiệu quen thuộc với tàu thủ bởi những mẫu tàu cao cấp. Đúng với tinh thần đẹp sang trọng, hãng đã cho ra mắt mẫu kệ tàu Kizia 12004. Kệ có thể đỡ tới 8 chiếc tàu. Với quý ông chơi tàu lâu năm thì việc sưu tầm nhiều loại tàu là điều cần thiết. Sở hữu nhiều tàu là cách thông minh để bảo quản tàu, cũng như thưởng thức đa dạng các loại thuốc khác nhau mà vẫn giữ trọn vị. Do đó, chiếc kệ đỡ 8 tàu này chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Thiết kế sang trọng với đồng đúc khối và gỗ tự nhiên, cực kỳ bắt mắt và tinh tế. Hoa văn tân cổ điển cùng logo hãng toát lên đẳng cấp và phong cách thượng lưu. Kệ tàu gỗ 9 tàu Lubin Ki KL02. Nếu kệ 8 tàu vẫn chưa đủ với quý ông khói lửa, Lubin Ki KL02 chính là món quà tuyệt vời. Chiếc kệ tàu có thể đặt 9 tàu cùng lúc, cực kỳ sang trọng và tiện dụng. Khác với thiết kế tròn của Kizia 12004, Lubin Ki KL02 khác biệt với thiết kế 2 tầng ngang. Với quý ông ưa phong cách tối giản thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Kệ được làm bằng gỗ thì tự nhiên với màu gỗ đỏ nổi bật và may mắn. Với 9 chiếc tàu đặt trên kệ sẽ mang lại cho quý ông vẻ đẹp đẳng cấp và thanh lịch. Kệ tàu rồng Lubin Ki Kizia 12005. Kệ tàu rồng Lubin Ki Kizia 12005 độc đáo với thiết kế hình rồng sang trọng. Kệ tàu được làm từ chất liệu đồng và nguyên khối, thiết kế giá đỡ vừa vặn với hầu hết tàu có mặt trên thị trường, với nhiều đường nét hoa văn uốn lượn, tinh xảo và đẹp mắt. Trong phong thủy, rồng là biểu tượng biểu trưng cho quyền lực và sức mạnh. Bởi vậy, rồng sẽ giúp mang lại may mắn, giúp mang lại tài lộc trong kinh doanh, đồng thời giúp chấn áp, hóa giải được nạn tiểu nhân ám hại một cách hiệu quả. Đây chắc chắn là món quà tuyệt vời mà mọi tàu thủ đều mong muốn sở hữu. Tốp kệ tàu sang trọng Lubin Ki Kizia 12001. Lubin Ki Kizia 12001 là chiếc kệ tàu mang phong cách hiện đại tối giản. Kệ được thiết kế với chất liệu kim loại nguyên khối, đứng vững trên mọi mặt phẳng, màu vàng sang trọng đẳng cấp với bề mặt phay xước ấn tượng, kết hợp cùng màu đen thanh lịch. Đặc biệt, lưng kệ được phủ nhung chống trượt, quý ông có thể an tâm đặt lên các bề mặt dễ trơn trượt như kính. Kệ tàu phù hợp với nhiều dáng tàu, cực kỳ tiện lợi. Đây sẽ là món quà thích hợp với quý ông hiện đại, ưa phong cách đơn giản. Tốp kệ tàu đẹp Big Ben GT 858TK. Thương hiệu Big Ben là thương hiệu vô cùng quen thuộc với các tàu thủ bởi những mẫu tàu sang trọng đẳng cấp. Hãng cũng đã ra mắt kệ tàu GT 858TK đơn giản mà cực kỳ tinh tế. Thiết kế kệ uốn cong theo đúng dáng tàu, màu sắc vàng trơn bóng bẩy tạo vẻ đẹp cuốn hút, chất liệu không gỉ và bền đẹp theo thời gian, quý ông hoàn toàn yên tâm sử dụng. Với quý ông ưa thích sự tối giản thì đây sẽ là sự lựa chọn cực kỳ thích hợp. Ambe vừa gợi ý cho bạn tốp kệ tàu sang trọng thích hợp làm quà tặng cho quý ông. Hy vọng các bạn sẽ chọn được món quà tặng ưng ý nhất. Nếu bạn đang quan tâm đến những phụ kiện hút tàu như tàu đẹp, bật lửa hút tàu, bao đựng tàu, ghé website của chúng mình để nhận nhiều ưu đãi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.